Khnông biệt thả xê khả phôm ní Khnông Atakatha Sang dô tận ý cài nâng lô bạp thàm Cô bây ai sắc xa nâu dịp hiệp này sâu Cứ chìa phàn đầy chìa bạc của bàn đáy Lô bạp nâu khnông chả đá sốt Bị khổ rư gọt thà Mình xâm rạp tới bị khổ tế bà tế khnông tì nâng bỏ ông xâm đau vô bị khổ bà tế khnông bạc tạc thà lô bạp thà Bị khổ khnông tì nâng xâm đau vô tế nẹ nâu khơi phây Miền sẽ cái đấy phải tỏ xa lọt khănông phục bầy nâng Miền sẽ cái đấy tỏ xa lọt khănông phục nâng Mình bao bị khổ đấy nè bu đòi Làng đòi xa lọt tương lai để biết là mình được phía bóng bóng các xâm đánh hay đòi bán nhạt Đòi xếp hiệp này vì này tương ổn năng hơi Bạn thấy bao bị khổ tương ổn nô mình miền xếp hiệp này cả khơi tốt tam tốt mình miền Sự hiệp này cả khơi hay nó không vọt đạn năng tế Còn mình toàn chú tha bị khổ đà Vẫn tới xâm rạp tới bị khổ tha Có hóa rư gọt tha Ở ba sợ ở ba sợ ca tầng lái Trên nhạc miền Sự đầy tục tốt tổ tàm lâu chất lâu cai Khơi tha sự hiệp này Cả miền panh chở khăn tầng pram Miền panh chở khăn năng cứ Chỉ tục chỉ tục ná Hay ca để vật đệ xoan thị tâu mình tha Nó không mà nó sửa lộp nâng rư gọt thả tê vào lộp tê Thì trong cõi trâu tê Slap trâu tê bạch bong trâu tê dịp hiệp thả Mình tiên tu bây chỉ ở dụ chỉ vốt nâng anh chân Đó nà gọt đói dùng bây khăn ông prôn mà lộp nâng Còn nâu tê ốc tâu xôn tâu nơi ở dụ chỉ vốt nâng đài Chẳng bậc hơn phây dẫn nâng hơi Và ông bạp thả gọt bây bạc gọt đòi ông Bạm mùi bạc kè Các đại bộ cọp đại ông của mùi bà ca năng hơi Rồi mình ạ cặp chá nâu kể lấy sở thua Miên toàn là hát đây chữ cương chạm xoay Miên toàn là hát đây ổn tô tô nông phục mùi Vì phục mùi nâng Ta anh tới miên toàn là hát Ta anh tới miên lô phiện năng anh Đặc mốc chỉ nịch Chẳng bao bật thân đầm bay cặp ạ chá nâu ạ kể lấy Chạm xoay dẫn nâng Cọp bay bộ cọp đại ông của mùi nâng Ông bà mùi nâng tì mùi sầl Tì bì sạc mà thị Tì bây tì buôn tì prám Chìa tu bà nhà Miên sạc Sạc chia tì cả bà nhà Nâng vị bác sản á bà nhà Miên bà rì hà rì dọc bà nhà chìa đào Tài Sầm đào dọc tài Bà nhà tài mùi dàng chẳng Tì mùi sầl Tì bì sạc mà thị Tì bây bà nhà tì buôn Vị rì dọc Phần sở rộp tầng ốc bà nhà nâng lục rộp đỏ tập bầy Nông ạ tạc thà nâng lục rộp bầy Phần tế bờ nì dây ruo máu đói chía Sập hiệu vệ rộp bọt bà nhà nâng Chia tua nấy bà nhà chê tự sắc tài mà dạng tua bầy bà nhà nâng của bà tàu dạng nà cả đói Phần tế cron thầy thả bà nhà nâng miên thân nạc côn thua nâng ánh xe xe nìa Xăm bà giốt đói chất mà hà của xóa có chi tu này bà sản á chân tâu Xăm bà giốt đói rút bà và trả chiến có chi tu rút bà nhà đây bà bà tôn ức nông rút bà và trả chiến chân tâu Vẫn thấy sự hiệp này bà nhà ní xâm đạo dốt tay bà nhà chê tật sắc đây sự hiệp viện lạc nạ thơ ca cầm nọt đăng thơ ca chê đạt chê liêng thơ ca chê đăng nụ nông sự hiệp viện thua tặng lái chứ mua tha bà nhà hời Chẳng tì mùi xăl Xăl bọn ốc bà mạ đô chiếp hàn đầy Nếp bà cá cư bóng ốc bà mạc đôi dập hiệp này bị khổ tầng lái Chia nẹ bà thân á đầm bay rùa chạm tục hơn tốt nông vọt đạn nỉ Chẳng sớt ốc bà mạc đôi chỉ phán đấy Bà nhà tầng bay nâng cư xâm đạo dốc xạ chia tự cạ bà nhà nâng Vì bà sản á bà nhà nâng bà rải hà lý giá bà nhà nâng đôi chia sật trà Đôi chia sật trà Đôi chia sật trà Tọp mau dốc bà nhà nâng anh Mình mên miên tới bà nhà nâng hơi Ất miên sả mạ thị tế trâu tờ miên sả mạ thị Sả mạ thị võng ốp bà mạ đòi thơ mò Chẳng dô sả tra nâng mò hơi chua nở lơ phán đầy đồ môn tôm hơi Phán đầy nâng cư tha mấy tha chịa bạt Biết tha chịa bạt nâng cư sầm đào dô phán đầy nâng A chua bàn hơi A chua cách ca tầng buông ỏi xóm cua bàn A chua cách ca tầng buông tổ tam sạc đầy bà thân à bàn Chẳng chmua tha bạt hơi Chẳng sao nâng cư chịa bát chịa phán đầy nâng Chẳng vật tốt máu vô sạch tra Cư bà nhà nâng mốc sử liêng Đói thơ mô cư sạch mạ thị Sử liêng ruột thang ngày
đời prau sát tra nâng vô tới giờ liên đầm bay cặp ca nâu cái lấy nâng ban prau với chạm sợi mệt trâm tới chiết nâng thế chạm sợi tăng pi à tây tạ chiết mau rồi hốt đòi chạm sợi tổ hốt tổ đo nông ngàn qua tiệt chăng cần lấy nâng vô cai cai nha chờ nha chăng có bay ao miên sát tra nâng mốt tơ cặp ca nâu cường chạm sợi nâng bàn chăng vô thâm mỏ máu đòi sự ma thị nâng giờ liên đói bị bác sản áp bánh nha, sẽ liên đôi bác rẻ hà để giáp bánh nha, sẽ liên đôi sạc chia thì cạp bánh nha, dạng ná sẽ liên đôi bánh nha nâng đọt đài. Và tốt máu, miên sẽ cái đây phía chiếm, miên tập bác, cử vị để diện nâng ánh, trâu tế phía chiếm tập bất tế, ở dương miên bác cử sơ nâng hơi cả đôi, miên sở ma thị cử thơ mô, sẽ liên cử bất nâng cả đôi, sẽ liên sở tra nâng cả đôi, miên bánh nha cử vị bác sản áp bánh nha nâng cả đôi. Bần tay bậc khó vác tập bác nâng hơi khóa vị để dễ nâng hơi cường chạm sẽ từng lái cặp ở đáng chứ ná bà khóa vị để dễ hơi tôi tệp chi chiêm phòng chân bà có đầy ong trang của mùi nâng ấy bà ca xâm đánh thang vì khúc đây bà có đầy ong trang của mùi nâng tơ cua đò ca cặp ca nâu kể lấy sẽ thua nâng ban tơ cua cặp ca nâu toàn là hà nâng ban đây chỉ cường chạm sẽ nâng nông vọt đạc nâng chân tôi tệp bà có ong của mùi nâng bà chân cục khá bà thân đầm bây ơi rồi chạm tục nâng tôi tệ miền on trang của mùi nâng á miền on trang của mùi nâng đòi chầm ra ơn tua này sẽ tệ xa ở đây nâng rươi rươi mình miền tay vì bác sản á tê trâu miền sở mà thị ôi krak krai anh tâu ná sơ nâng trâu tay chịu ba chịu khẳng đàm hơi chẳng cả nà đầy dân miền tặng bay nâng hơi và cọp đòi thua tặng bay nâng hơi miền tập bạc cử vị để diễn mùi tiết cặp chà nâu kệ lại nâng bàn hơi dân vợ ổn hồ vì sai dân trục khả niệm tên á bởi dân miền thua tặng bay đang hay hay thua tặng ông tặng của mùi nâng của ông ổn xâm đánh khả nông ạ xê khạc phùm tên á ông tặng của mùi nâng của ông xâm đánh khả nông xê khạc phùm chân dân ách miền lật tập hiếp dân ách miền xâm khâm khả nông ca thua vơ ở chạy cho ba nó sẽ chạy thua bàn phân tế trâu chăm tha mù là hết ở với bàn dân không prăng hơi khả nông chết nâng mình trạc đằng thua mình rồi phát trả tục nhóm cơ nà miên chẳng ong và mùi nâng này sơn miên hơi bà nhà tầng bay nâng có miên đài hơi miên ca sử liên vô mò cư sử mà thị nâng rô thang ngày sử liên rô thang ngày hay miên vị để diện nâng anh ọt bọc bọn thế lùng cha hay đầu vây bàn mẹ phò nâng đô chìa lục bạ nâng lùng cha lục bạ tự tu cho bà nâng lục bạ nâng mình nghe nâng ban sử mạch mẹ phò mù là hệt nông nông vị bác sản án ấy lục lực ơn tà rai bàm giang đầy mình cua đo ca xâm rạch miệng khỏi bà nhận nhôm miên ơn tà rai nà nị muối tu bây nhận nhôm đập nâng mà rôi chân nam mà bôn chân nam nâng cơ đôi có ớt miên trạc đăng thô đầy đầy xa tại miên ơn tà rai bàm giang nâng nông vị bác sản án ấy lục lực ơn bị ơn tà rai bàm giang ơn tà rai pram giang thua đầy chi ơn tà rai chung phúc ca xâm rạch miệng hôn miên pram giang cư muối cam môn tà rai cam môn tà rai ơn tà rai cư cam xâm đau đol miên tụ thiết xâm lạp miệng đá bị tụ thiết xâm lạp bầy đá a ra hôn tự thiết xâm lạp bè ra hôn lô hết tục bát thơ lô hát bè xâm mạ xâm phút oi phú phuông nâng xong cập hệt tùm lia xong ở bài kia đòi cam trong trói cho tiện đoan cho mũi nâng bị khổ bẩn nọ nâng lô bởi chế ná tì mũi cam môn tà rai nhận nhô miên đấy cam môn tà rai bởi ọt miên miệng phò nâng nô miên sinh thầm chẳng bệ thật hiết có ọt miên xâm lạp miệt đà bạch đà nâng có ọt miên xâm lạp bè rò hò nâng có ọt miên thơ lô hát rô bọt bè xâm mạ xâm phốt nâng có ọt đài bù bọn bà đây là biên du hai chẳng thơ là hát bọn nâng có ọt miên này xong cập hết nâng miên đấy tụ bây nhận nhô miên có mình mua thằng ọn tà rai đấy ná bù xong cập hết nít tẹo tuông rương tay bị khổ xong tê chẳng ọn tà rai tì mũi ọt hầy chẳng miên ọn đang của mũi nâng chia chiêm rô thang ấy mẹ phò là cua đấy bởi dân ọt miên ọn tà rai nâng phóng cứ mẹ phò xong cua hai mình hô bị say tê ná ôi tây dân miên xa mát tất thê miên ọn đang của mũi nâng vào co rươi rươi tấu rồi mình mang sự rạch miệng phò lên ông tên của mùi nâng hay chẳng ông ta rai tì mùi ớt miên hời chẳng ông ta rai tì bì kể lấy xanh ta rai ông ta rai cứ kể lấy miên ấy kể lấy miên bàn tay kể lấy nâng lột dốt thân nặng
lùm đạp hơi thân nặng mấy cha tật thể chẳng sẽ đạp nát cứ kể lấy xâm đau vô mấy cha tật thể bay bỏ cả bạn đó là kể lý diện tật thể cứ ca cho khơi khóc thá mình miền bôn bạp xông bay nâng phơi dạng ná có mình miền cam lỏ rưu cam mà cọ có nâng bình chun phôi chỉ côn rưu chỉ tổ nát tế cả tật thể cứ ca cho khơi khóc thá nóng bụi sát sạp hai xôn mình miền phục thâm ấy mình miền phôi rõ bỏ bôn bạp nóng phục tỏ tấu nâng ả kể lý diện tật thể cứ ca cho khơi khóc thá mình miền cam lỏ rưu ả cọ đây chỉ hết ôi ca tô nâng côn sát đây chỉ sốc rưu tốc rục giáng có bạch chạy hai bạch chạy kể lấy xôn tà rai on tà rai kể lấy miền đấy nhớ nhóm nát tế cả tật thể miền đấy dô khơi tha sát sạp hai xôn á ở đây nó dừng xem à tập thể group này nè sản phẩm năng à cái này dạ tập thể cho khởi thành xem à tiền sơ ở phần đấy ở đây năng ấy năng đang bay năng nạp tiền cả tập thể à cái này dạ tập thể năng à hết tất cả tập thể nè đang bay năng ở miền thế nè toàn miền chúng phụ tài bậc quân năng dùng xong đòi mấy cha tập thể roll thằng ngày hay đang bay năng đòi trả ơn miền chúng phụ bậc quân sát sanh thằng cào, thằng bay nắng, hay thằng bay nắng ai nhang và đệ san thị oi lộ cao tận nóc nóng lộ tận đo nổ ruột, chẳng bay chẳng ăn miên ăn tơ rai đằng té, khi nông bị phát sanh này những lộ prata, cái lai san tơ rai nó cứ tiêng toát na, thả chiết ti pi nó rộm mê tàu cao nóc nóng ạ bay giật phom cưa nổ ruột nương ngày, chẳng bay chẳng ăn miên cái lai san tơ rai nó cưa nổ thua, xong cưa đấy, khô bị say đấy, ở đây na trâu vừa có để côn đang vừa vui đang hái côn nổ thua nương ớt. Ất sạc xôn thì chẳng ăn tà rai tì bay vì bà con tà rai bà con tà rai nâng ăn tà rai vì bị bạc để xôn thị á nâng bà hai chiên nhìn nhôm ạch miên chẳng ta thà ta miên ăn tà rai tì bay nâng tụ bay khom prăng dần nạc nông chiếc nâng có ớt mát dùm rạch miệng phó đây ná chẳng mơ vì bà con tà rai nâng dần mạch vì bà con tà rai ăn tà rai cứ vì bà xâm đau đó và đệ son thị chất đai chi à hết tổ cạc và đệ son thị đai mình miên hạt bấy cứ lô à lô phía hạt à tô xạ hạt nâng à mô hạ hạt à hết tổ cạc và đệ son thị đói ô bê khá à cô xôl vì bà à hết tổ cạc và đệ son thị đó hay nâng ô bê khá cô xôl vì bà chăng à hay tất cả bậc đệ san thị nâng bậc đệ san thị máu bậc cua pi cẩm nạt bậc thăng thăng pi cẩm nạt mơ mình khơi pi cẩm nạt chăng dân mơ khơi nấy sẽ đạp lư đấy chăng hót mũi vậy nát bàn tay miên mũi tiệt thưa vị hay tất cả bậc đệ san thị có chỉ on tờ rai đó cụ sao là thôi chỉ on tờ rai đó miệng phò đầy thưa vị hay tất cả bậc đệ san thị nâng cứ chỉ niệm bậc đệ san thị đời hai pi cứ à lô phi hết nâng à tô sạ hết hót bậc cọp đấy ạ mô hạ hai tế nhưng vì hệ tổ cạc hai tế xông bay mà nụ nâng có miệng này tê và đá nâng có miệng này nhưng vì hệ tổ cạc hai tế dương ạ đăng thật luôn dương chỉ vì hệ tổ cạc hai tế nhưng tôi bây thật mù là hai tế bàn chân xùm không prăng tên của ông tên của mũi nâng chia dương rươi rươi bàn tay mù là hai tế ở xâm rạch nâng chiến nâng đòi xa tay dương và đầy xâm thị đói vì hệ tổ cạc hai tế nâng miền hát bay tớ ai xâm rạch miệng hòa bàn nẹ na cả đôi xâm bay bè kẹt xa viết bè xây tệ mà hà xa viết xâm bay nẹ chùm ra chia nâng cả đôi tôi tê bỏ cọp đôi hát bay ạ mô hạ hát ạ tô xạ hát ạ lô phía hát nâng chân dân đăng thế này vị bạc con tà rai nâng cứ thạ on tà rai đôi vị bạc cạp và đệ xoan thị chân dân cục nè đăng thai dân và đệ xoan thị đôi vị hê tà cạ rư và tệ hê tà cạ tê văn tê hê tà cạ dân đăng bùa hệ tất cả và đệ san thị đấy, sự phiền này cả cô bị cầm nát, thằng bị cầm nát, mơ mình khơi bị cầm nát, nó chưa thả hệ tất cả và đệ san thị hời, chẳng on tờ rai vì ba con tờ rai nó cứ ai tham mê đòi chứng, vừa dân ở đăng thay dân và đệ san thị đời, thưa vị hệ tất cả thế, rồi có tệ hệ tất cả thế, chẳng thả không prăng dân na có đói bây dân và đệ san thị nơi không, thưa vị hệ tất cả hai tụ bay không prăng dân na có đói cứ ớt miên thế. Nông vị bác sản án này nâng lô bạp tha tu bay khom prăng dàng na cả đói cọ trâm ban tư căn sật than su này miền ong đang của mũi nâng hơi khom prăng dàng na cả đói bàn tay bà đệ san thị đòi vị hê tổ cạn nâng ban trâm tay tư căn sật than su này xông bay rút và chiên ạ rút và chiên nâng cọ ọt này
រូបវិជ្ជាអរូបវិជ្ជានឹងតតែបុគ្គលមានតិហេតុកៈបដិសន្ធិនឹងទៅអាចចម្រើនរូបវិជ្ជាអរូបវិជ្ជាបានប៉ុន្តែទោះបីយើងធ្វើហេតុកៈបដិសន្ធិមែនប៉ុន្តែយើងព្យាយាមរឿយរឿយវាគង់តែបានទទួលនៅសច្ចធម៌នឹងទេព្រោះថាទឹកវាមិនទាន់ពេញមកហៀចេញមកក្រៅបានណាឧបនិស្ស័យនឹងវាមិនទាន់គ្រប់ក៏មិនទាន់បានសម្រេចមេផលដែរអញ្ចឹងទី3ហ្នឹងអាចថាមានណាញាតិញោម អញ្ចឹងខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏មិនងាយដែរប៉ុន្តែវាគង់តែមានជាឧបនិស្ស័យនៅក្នុងអនាគតជាទេសំហើយចាស់ខ្លាទៅអញ្ចឹងទី4អរិយុពវិទ្យតេះឌីលព្រះអរិយៈមានដែរមានតេះឌីលព្រះអរិយៈដែរអត់ទេណាយើងអូឲ្យទៅដឹងតែព្រះអរិយៈហ្នឹងគោរពបូជាក្រៃលែងទេណាព្រោះថាចង់ ឃើញគុណរបស់ព្រះរាជាដោយភ្នែកឃើញគុណឃើញវត្តបដិបត្តិរបស់ព្រះរាជានឹងណាណាអូមិនហ៊ានតែដៀលទេឲ្យតែដឹងថាបុគ្គលណាជាព្រះរាជាជាអនាគាជាសោតានឹងអូគោរពបូជាណាអញ្ចឹងយើងអត់មានអន្តរាយទី4នឹងទេអរិយុពវិទ្យានឹងការតែដៀលព្រះរាជានឹងអត់មានទេប៉ុន្តែបើយើងតែដៀលហើយដោយសារយើងមិនដឹងក៏ជាអរិយុពវិទ្យាដែរក្នុងព្រះតកថាលោកប្រាប់ថា បើយើងសុំកម្មាទោសបុគ្គលនោះហើយរមែងជាអហោសិកម្មអរិយុពវិទ្យានឹងណាយើងជេអ្នកណាទោះបីយើងនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែអត់ដឹងតែគាត់សោតតែអញ្ចឹងបើយើងអញ្ចឹងអត់ដឹងអញ្ចឹងក៏បីកម្មាទោសឲ្យរឿយរឿយហើយយើងធ្វើខុសចំពោះបុគ្គលណាកម្មាទោសទៅទោសនឹងឯងទៅជាអហោសិកម្មកម្មដែលអត់ឲ្យផលពេលសុំកម្មាទោសហើយមានផលបើវិញ បើអត់សុំកម្មាទោសទេមានផលបិទបើសោតានៅតែសោតានឹងមកជីវិតរហូតទៅហ្នឹងណាអរិយុពវិទ្យយើងអត់មានទេដល់ទី5អនាវិតកមន្តរាយអន្តរាយដោយការល្មើសនៅខ៥បញ្ញត្តិអន្តរាយដោយការល្មើសនៅខ៥បញ្ញត្តិហ្នឹងក្នុងវិបស្សនានេះហ្នឹងលោកប្រាប់ថាមានចំពោះតែភិក្ខុសង្ឃទេភិក្ខុសង្ឃលំបាកត្រង់ហ្នឹងណាញោមលោកមានសិក្ខាបទច្រើនហ្នឹងណា ហើយសិក្ខាបទច្រើននឹងមិនថាត្រូវអាបត្តិតូចមួយហើយអាចសម្រេចឈានអីបានទេណាជាអនាវិតកមន្តរាយអន្តរាយនឹងគឺថាមិនត្រឹមតែបិទព្រះនៅពេលទេណាព្រហ្មលោកនឹងបិទទៀតព្រហ្មលោកបិទមិនត្រឹមតែព្រហ្មលោកទៀតកាមសុគតិសួគ7នឹងបិទទៀតមនុស្សទេវតានឹងបិទទៀតកតិរបស់លោក ទៀងតែទៅនៅក្នុងអបាយភូមិទេអញ្ចឹងសិក្ខាបទនឹងច្រើនណាស់ហើយសិក្ខាបទមួយមួយមានទោសខ្លះបាត់ទុកក៏ទោសខ្លះបាចិត្តជាទោសខ្លះតលចៃអានឹងអន្តរាយមែនទេណាភិក្ខុសង្ឃនឹងណាប៉ុន្តែលោកប្រាប់ក្នុងព្រះអត្តកថាថាបើភិក្ខុសង្ឃឬថាអ្នកបួសនឹងចេញចាក់ទោសនឹងវិញមានផលនឹងឯងបើកឡើងវិញ ទោសទោចធ្វើតាមទោសធំវាឡែងតែបរាជិកវាឡែងតែបរាជិកណាបរាជិកហើយដូចដើមថ្នោតកបុតក្បាលអញ្ចឹងណាវាអត់មានអីដោះពលោកអីចេញទៀតទេអញ្ចឹងអនាវិតកមន្តរាយនេះលោកប្រាប់ថាមានចំពោះតែភិក្ខុអ្នកបួសក្នុងសាសនានេះទេញាតិញោមអត់អីទេណាឲ្យតែមានសិលបរិសុទ្ធទៅ គោរពតាមសិក្ខាបទរបស់ខ្លួនទៅវាមិនអីទេប៉ុន្តែបើថាហ៊ានប្រមាថដល់បន្ទូនៅសិលរបស់ខ្លួនហើយទៅជាអនាវិតកមន្តរាយដែរណាតបិតតែព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះតែភិក្ខុឯងប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាក៏គប្បីឲ្យមានសិលនឹងឯងបរិសុទ្ធដែរព្រោះក្នុងសាសនានេះត្រូវតែមានសិលសមាធិបញ្ញាស្មើគ្នាមិនមានតែសមាធិមានតែបញ្ញាឆ្លាតឆ្លៀសនឹងអត់មានសិលនឹងត្រុសធัวត្រុសវិន័យនឹងទេត្រូវតែមានទាំង 3 ហ្នឹង ទៅគុណធัวមេផលនឹងសំគួរដល់យើងហើយយើងស្ដាប់តែអន្តរាយទាំង 5 ហ្នឹងអន្តរាយទី 1 អត់ទី 2 អត់ទី 3 អាចថាមានឬមិនមានដោយថាវិបាកអន្តរាយហ្នឹងគឺថាអន្តរាយដោយបដិសន្ធិដោយទ្វិហេតុកៈអញ្ចឹងមិនអាចសម្រេចមេផលបានទេអន្តរាយទី 4 ក៏អត់អរិយុពវិទ្យានឹងក៏អត់ អន្តរាយទី 5 អនាវិតកមន្តរាយនឹងអត់ទៀតអញ្ចឹងកាលណាដែលភិក្ខុឧបាសកឧបាសិកាអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយមានអង្គទាំង 6 នឹងមេផលក៏គង់នឹងបានសម្រេចមេផលមិនហួសវិស័យទេក្នុងជាតិនឹងអញ្ចឹងត្រូវប្រកបដោយអង្គទាំង 6 នឹងសិលជាបាតសមាធិដូចជាថ្មបញ្ញាដូចជាសត្រាតបៈគឺការព្យាយាមវិរិយៈ
ត្រូវតែមានអង្គទាំង6ហ្នឹងឯងបញ្ញាយោ3សច្ចៈតិកៈបញ្ញាតេតួងរឿងបដិសន្ធិដោយតិហេតុកៈបដិសន្ធិបរិហារិយបញ្ញាវិបស្សនាបញ្ញាហ្នឹងត្រូវតែមានទាំង3ហ្នឹងហើយទើបយកសត្រាគឺបញ្ញាទាំង3ហ្នឹងមកជលៀងដោយសមាធិហ្នឹងហើយកាត់ឆ្កានៅកន្លែងហ្នឹងមិនផលងាយចំពោះសម្រាប់ញាតិញោមទាំងឡាយដែលមានអង្គទាំង6ហ្នឹង ប៉ុន្តែបើមេផលមិនងាយនឹងដោយសារតែយើងមានអន្តរាយណានីមួយក្នុងអន្តរាយទាំង5ហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងប្រះចាស់អន្តរាយទាំង5ហ្នឹងហើយមេផលមិនហួសវិស័យយើងទេបើព្យាយាមហើយមិនបានសម្រេចមេផលក្នុងជាតិហ្នឹងក៏ក្នុងអនាគតជាតិដែរសូមបងកុសលបានជាបច្ច័យនេះសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា